Đối kế thi được quý hữu ý. Ngoài con thằn lằn ra, bạn còn thấy con gì bám đậu bò trên tường? Con rết. Con rết. Con rết đúng. Còn con gì đó đội trưởng? Con gì có số điểm con cao dán. Nhất? Con dán. Bạn tin rằng con đó có số điểm cao nhất không? Em hy vọng. Con dán. Chúc mừng bạn. Con gì hay bám bò anh Tường? Đậu anh Tường. Trừ con thằng lằn. Tắc kè. Con tắc kè. Thì thằng lằn... Cái tắc kè tên gọi nó khác thằng lằn, nó cũng thuộc họ thằng lằn, nhưng mà bạn có quyền trả lời như thế. Con tắc kè. Rõ ràng con tắc kè hay bám đậu trên tường. Con tắc kè. Xin mời đội kỳ thi. Cảm ơn các đội trưởng. Bạn vừa cung cấp cho đội trưởng ý kiến gì đó? Con gì? Em nghĩ là con bò cạp. Con bò cạp, con bạn? Em nghĩ là... Con rắn cũng có thể bò trên tường được. Con rắn có thể bò trên tường được. Bạn? Dạ, con rắn luôn. Con rắn bò trên tường. Ý kiến rất là... rất là ngộ nghĩnh nha. Mời bạn. Theo ý kiến cả đội thì chúng em sẽ chọn con bướm. Các bạn không có tiếc nhé. Dạ, cái chuyện thích. Gì sẽ là không tiếc nhé. Tại vì con rồi nó cũng bay. Bướm. 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 Chúc mừng các bạn. Và như vậy các bạn đã ghi được 98 điểm. Sau đây chúng ta xem cái con còn lại trên bảng là con gì. Số 8. Sâu. Như vậy kết quả sau vòng thứ hai, đội Ngọc Biển vẫn chưa có điểm nào và Cây Thị đã dẫn trước tới 245 điểm. Trò chơi chung sức của chúng ta bước sang vòng thứ ba, xin mời thành viên thứ tư của hai đội. Chúc mừng bạn. Vẫn chỉ là một câu hỏi và câu hỏi cũng được khảo sát 100 người, có 5 đáp án đang chờ các bạn trên bảng. Đó là 5 ý kiến của một số người và số điểm của mỗi đáp án mới chính là số người đồng tình với nó. Điều đặc biệt là các bạn biết đây là vòng thi có số điểm nhận đôi. Cố gắng lên nha. Cố gắng lên. Bạn hãy kể tên những nam động viên quần vợt nổi tiếng thế giới. Andre Agassi. Andre Agassi. Mời bạn. Roger Federer. Roger Federer. Em nghĩ là năm vận động viên thì trong đó không ngoại trừ Peter Sampras. Peter Sampras. Yeah. Peter Sampras. Câu này có khó với bạn không bạn? Dạ rất quá khó thị. Rất khó nên là rất khó. Cố gắng trả lời bạn. Hãy cho mọi người biết tên của một nam vận động viên quần vợt nổi tiếng thế giới. Theo em là Rafael Nadal. Rafael Nadal. Rafael Nadal. Đúng bạn, đúng được bạn. Một nam vận động viên quần vợt nổi tiếng thế giới. Em nghĩ một vận động viên đó là Andy Roddick. Andy Roddick. Mời bạn. Một nam vận động viên quần vợt nổi tiếng thế giới. Đó là ai? Ngoài trừ các tên tuổi được liệt kê trên bảng. Em nghĩ là anh. Đội Ngọc Biển được quyền hội ý, mời đội trưởng. Vâng, em nghĩ còn một cái tên còn lại là... Michael Chang, vận động viên người Trung Quốc. Michael Chang. Yeah. Bạn chắc không? Hy vọng. Hy vọng. Hy vọng lớn không? Lớn. Nhỏ nhoi. Michael Chang. Toàn bộ số điểm của vòng thứ ba thuộc về đội Cây Thị.
chúc hai bạn may mắn, đặc biệt là chúc Ngọc Biển. Các bạn hiện giờ vẫn chưa có điểm nào, cố gắng ghi cho được điểm vòng này nhé. Chỉ có một câu hỏi và câu hỏi cũng được khảo sát 100 người, 6 đáp án đang trên bảng. Đó là 6 ý kiến của nhiều người và số điểm của mỗi đáp án vẫn chính là số người đồng tình với nó. Tuy nhiên đây là vòng thi có số điểm nhân 3, vì vậy tổng số điểm của vòng này có thể đạt đến 300 điểm. Sẵn sàng nhé. Câu này liên quan tới loài hoa, hai bạn sẵn sàng nha. Hãy kể tên, kể tên một loại hoa mà bạn không nên tặng cho người khác. Em nghĩ là hoa vạn thọ. Hoa vạn thọ, sao vậy? Tại vì hoa để cúng. Hoa để cúng, không nên tặng. Vạn thọ. Hay lắm, mời các bạn trở về đi. Bạn rành về hoa không? Quá rành vậy chứ hả? Rành hoa tặng, không rành hoa cũng. Nào mà không rành nhiều hoa thì làm sao mà tặng bạn gái được không? Loại hoa nào theo bạn là không nên tặng cho người khác? Theo em là hoa huệ. Hoa huệ. Hoa huệ. Hoa gì nè? Em nghĩ đó là hoa cúc. Hoa cúc. Bạn nghĩ là hoa cúc không nên tặng à? Dạ đúng. Tôi sẽ hỏi nhiều khi là có người đồng ý với bạn. Hoa cúc. Cô bạn thì bạn nghĩ như sao? Loại hoa gì mà bạn không nên tặng cho người khác? Hoa. Các bạn cứ xem là trong cái bó hoa, những bó hoa, những cái lẵng hoa, bó hoa để tặng trong những dịp vui vẻ này kia ở tiệm người ta có cái thứ gì mà ngoài thứ đó ra là bạn đoán? Hoa. Hoa dâm bụt. Hoa dâm bụt. Đúng là tôi cũng không thấy là ai bó hoa dâm bụt tặng người khác không. Hoa dâm bụt. Hoa gì đó đại trưởng, hoa gì này bạn nghĩ là không nên tặng cho người khác? Hoa, hoa hướng dương. Hoa hướng dương. Bạn không thấy là, chúng ta cũng thường thấy là đâu có ai tặng nhau một cái bó hoa hướng dương phải không? Biết đâu trên đây có. Hoa hướng dương. Cái thị được quy hủy. Bạn hãy kể tên một loài hoa, bạn hãy kể tên một loài hoa mà theo bạn là không nên tặng cho người khác. Theo em nghĩ là hoa 10 giờ. Hoa 10 giờ. Hoa 10 giờ. Hoa 10 giờ. Bạn Quyên, kể tên một loài hoa mà bạn cho rằng không nên tặng người khác. Theo em đó là hoa cẩm chướng ạ. Hoa cẩm chướng. Bạn nghĩ vậy? Điều gì cũng có thể xảy ra cả. Bởi vì chúng ta biết là hoa cẩm chướng tượng trưng cho tình bạn, và người ta vẫn thường thỉnh thoảng người ta vẫn tặng nhau hoa cẩm chướng. Nhưng biết đâu trên bảng khảo sát của chúng ta có hoa cẩm chướng. Mới đội cây thiệt. Cái chiến đi cũng vừa rồi là gì? Thế em là hoa trang. Bạn nghĩ là hoa trang. Dạ. Hoa gì mà người ta không nên tặng cho người khác? Em thấy thì trước đến dịp đến giờ chưa ai tặng ai hoa màu gà bao giờ. Hoa màu gà, hoa trang, hoa màu gà. Phương nghĩ là hoa trang. Hoa trang, dạ. Đội trưởng. Vâng, theo ý kiến của toàn đội thì chúng em chọn hoa trang. Hoa trang. Vâng. Bạn nghĩ rằng, đội của bạn nghĩ rằng hoa trang là hoa không nên tặng cho người khác. Vâng. Và chúng ta xem hai đáp án trên bảng có đồng ý với bạn hay không. Tất cả chúng ta cùng xem. Hoa trang. Cuối cùng đội Ngọc Biển đã có 288 điểm. Chúng ta xem đáp án thứ tư, thứ năm là gì. Năm. Đây là những loại hoa mà theo thói quen, đa số là thói quen, thường người ta không tặng nhau như thế này. Thưa quý vị và các bạn, sau 4 vòng thi đấu chúng ta đã biết được ai là đội chiến thắng. Đó là Cây Thị với 445 điểm. Chúc mừng các bạn. Cuối cùng thì các bạn cũng có một giải thưởng trị giá 2.880.000 đồng. Cảm ơn các bạn đã tham gia trò chơi. Mời các bạn mỗi người nhận một phần quà.
Xin mời quý vị và các bạn theo dõi vòng đặc biệt của trò chơi chung sức với hai thành viên của đội Cây Thị. Xin mời hai. Chào hai bạn sẽ có giải thưởng trị giá 10 triệu đồng của vòng đặc biệt này nếu các bạn thực hiện tốt việc trả lời 5 câu hỏi của vòng này. Cố gắng làm sao đạt được 200 điểm, tổng số điểm đạt được 200 điểm, giải thưởng sẽ thuộc về các bạn. Cho mọi người biết là trong hai bạn, ai là người trả lời 5 câu này trước? Phương sẽ là người thi trước. Vậy thì mời bạn vào trong chờ đợi. Bạn có 20 giây để trả lời 5 câu hỏi này. Bạn cố gắng tận dụng tốt. Gặp câu hỏi nào bạn chưa tìm ra đáp án nhanh, bạn cứ nói cho qua, tôi sẽ tự động đọc lại khi thời gian còn cho phép. Và đồng đội của bạn đang chờ bên trong sẽ không nghe được những câu hỏi và những câu trả lời ngoài này. Đây là luật của vòng này. Và bây giờ bạn chuẩn bị tập trung để trả lời nhanh nhé. Nghe rõ, trả lời nhanh. 20 giây dành cho bạn sẽ bắt đầu được tính sau khi tôi đọc xong câu hỏi thứ nhất. Vì vậy thời gian tôi đọc câu thứ nhất không được tính. Bạn yên tâm nha. Tôi sẽ tạo điều kiện cho bạn để trả lời tốt câu hỏi thứ nhất bằng cách tôi đọc rõ ràng, hơi chậm câu thứ nhất. Và sau khi tôi đọc xong câu thứ nhất thì thời gian sẽ bắt đầu được đếm. Điều gì đặc biệt mà nhà hàng có thể làm cho một khách hàng nhân dịp sinh nhật của họ? Chào đón nghiêm túc. Người ta thường được thông báo điều gì qua loa phóng thanh ở phi trường? Sắp đến giờ bay. Ngoài bơi lội, người ta còn làm gì khác khi đi nghỉ mát ở biển? Đi dạo. Điều gì người ta thường làm để cải thiện thị lực? Đi đau mắt. Cơ thể con người cần gì mỗi ngày? Ăn uống đầy đủ. Hết thời gian dành cho bạn. Bây giờ chúng ta sẽ làm được bao nhiêu điểm? Câu thứ nhất, điều đặc biệt gì mà nhà hàng có thể làm cho một khách hàng nhân dịp sinh nhật của họ? Bạn đã trả lời là chào đón trang trọng. Khảo sát. Không có ai đồng ý với bạn cả, nhưng mà bình tĩnh, không sao, không sao. Các câu sau sẽ điểm cao. Hy vọng như thế, cứ hy vọng. Câu thứ hai, người ta được thông báo điều gì qua loa phóng thanh ở phi trường thì bạn đã trả lời là sắp đến giờ bay. Bạn xem nhé, câu này bao nhiêu điểm? Khảo sát. 21 điểm. Gỡ lại cho câu đầu. Câu thứ ba, ngoài bơi lội người ta còn làm gì khi đi nghỉ mát ở biển thì bạn đã trả lời là đi dạo. Khảo sát. 19 điểm. Câu thứ tư, điều gì người ta thường làm để cải thiện thị lực thì bạn đã trả lời là đi đo mắt. Bạn nghĩ là đi đo mắt là cải thiện thị lực. Đo mắt là kèm theo là phải làm cái gì nữa chứ đo mắt không thì chưa cải thiện thị lực. Tôi nghĩ như thế nhưng mà không biết được, bởi vì là đôi khi là những người được khảo sát cũng nghĩ giống như bạn, cũng trả lời giống như bạn thì bạn sẽ có điểm. Khảo sát. Không ai nghĩ giống như bạn cả. Và câu thứ năm, bạn trả lời không kịp thời gian. Cơ thể người ta cần gì mỗi ngày, bạn đã không trả lời kịp và không có điểm. Bạn ghi được 40 điểm và bây giờ đến lượt đồng đội của bạn phải ghi được 160 điểm nữa mới chiến thắng. Mời bạn trở về vị trí. Mời thành viên thứ hai. Bạn sẽ trả lời lại 5 câu hỏi mà tôi đã hỏi đồng đội của bạn, với một điều kiện là bạn không được đáp trùng ý với đồng đội của mình. Khi bạn trả lời trùng một đáp án nào đó, bạn sẽ bị nhắc nhở bằng tín hiệu. Khi nghe tín hiệu đó, bạn phải nhanh chóng thay ngay đáp án khác, hoặc là bạn nói cho qua. Những câu nào bạn cho qua, tôi tự động đọc lại khi thời gian còn cho phép. Đó rồi nhé. Bạn có 25 giây gì tất cả. 25 giây, bạn nhớ nha. 25 giây có nghĩa là nhiều hơn đồng đội bạn 5 giây nhưng mà nó không phải là quá dài. Vì vậy bạn cố gắng nghe rõ, trả lời nhanh. 25 giây đó chỉ bắt đầu được tính sau khi tôi đọc xong câu hỏi thứ nhất. Vì vậy tôi cũng tạo điều kiện cho bạn là tôi đọc chậm chậm câu thứ nhất để bạn nghe rõ và bạn trả lời cho nhanh. Thế này xong là bạn trả lời cho nhanh. Dứt câu hỏi thứ nhất, thời gian bắt đầu được đếm nha. Điều đặc biệt gì mà nhà hàng có thể làm cho một khách hàng nhân dịp sinh nhật của họ? Tặng bánh sinh nhật. Người ta thường được thông báo điều gì qua loa phóng thanh ở phi trường? Mời lên máy bay. Ngoài bơi lội, người ta còn làm gì khác khi đi nghỉ mát ở biển? Tắm biển. Điều gì người ta thường làm để cải thiện thị lực? Chơi thể thao. Cơ thể con người cần gì mỗi ngày? Thức ăn. Bạn trả lời rất nhanh và bây giờ chúng ta quay lại để xem bạn ghi được bao nhiêu điểm, đội của bạn có giành chiến thắng hay không. Câu thứ nhất,
Điều đặc biệt gì mà nhà hàng có thể làm cho một khách hàng nhân dịp sinh nhật của họ? Bạn đã trả lời là tặng bánh sinh nhật. Chúng ta xem có bao nhiêu người đồng ý giống như bạn. Khảo sát 33 người. Chúc mừng bạn, đây là số người cao nhất, đây là số điểm cao nhất của câu hỏi này. Câu thứ hai, người ta thường được thông báo điều gì qua loa phóng thanh ở phi trường? Bạn đã trả lời là mời lên máy bay. Và khảo sát có 5 người đồng ý với bạn thì ở câu này số điểm cao nhất là 38 điểm. Đó là thông báo giờ bay. Ở phi trường thường các loa phóng thanh thì người ta thường nghe thông báo giờ bay. Có 38 người trả lời như thế. Câu thứ ba, ngoài bơi lội người ta còn làm gì khác khi đi nghỉ mát ở biển? Bạn đã trả lời là tắm biển. Ngoài bơi lội người ta còn làm gì khác khi đi nghỉ mát ở biển? Bạn có nghe rõ câu hỏi này không? Không rõ. Tắm biển thì tôi nghĩ rằng nó cũng na ná với bơi lội phải không? Vâng, trả lời gấp quá nghe không rõ. Tuy nhiên mọi chuyện đều có thể xảy ra. Vẫn có thể có người trả lời giống như bạn. Cho nên bạn yên tâm để chúng ta xem mới biết được là có điểm hay không có điểm. Khảo sát không. Nghĩa là những người khảo sát thì đọc câu hỏi rất kỹ, rất bình tĩnh, cho nên là không trả lời giống như bạn đang bối rối phải không? Ở câu này có 35 người trả lời. 35 người trả lời là phơi nắng. Phơi nắng. Bây giờ thì bạn bình tĩnh và nghĩ ra đáp án rồi nhỉ? Câu thứ tư, điều gì người ta thường làm để cải thiện thị lực thì bạn đã trả lời là chơi thể thao. Khảo sát. Cả hai bạn đều không ghi được điểm trong câu này. Trong khi đó có đến 38 người trả lời là đeo mắt kính. Để cải thiện thị lực thì người ta đeo mắt kính. Không rõ. Ví dụ như là người cận thị thì mắt người ta không nhìn được rõ gần thì người ta đeo kính vô để nhìn cải thiện thị lực. Và người viễn thị thì người ta đeo kính viễn. Câu cuối cùng, cơ thể con người cần gì mỗi ngày? Bạn đã trả lời là thức ăn. Tôi cũng đồng ý như bạn. Tuy nhiên chúng ta xem trong bản khảo sát này ý kiến của nhiều người có giống chúng ta không. Khảo sát 28 người trả lời giống như bạn, rất là cao. Tuy nhiên chưa phải là số điểm cao nhất. Có đến 37 người trả lời là nước. Có nghĩa là người ta nghĩ rằng nước cần hơn là cả thức ăn nữa. Điều đó rất hoàn toàn hợp lý phải không? Người ta có thể nhịn đói nhiều ngày nhưng mà nhịn khát một ngày khó mà chịu nổi. Tổng cộng các bạn có 106 điểm, còn 94 điểm nữa mới chiến thắng. Thưa quý vị và các bạn, trò chơi chung sức cho đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh và công ty Đông Tây phối hợp thực hiện trong tuần này xin được phép kết thúc. Cảm ơn Vinamilk đã cùng chúng tôi chung sức trong trò chơi hôm nay và hẹn gặp lại quý vị và các bạn 8 giờ tối thứ ba tuần sau.